Anh sẽ dắt em qua thật nhiều con đường, anh sẽ dắt em đi trên khắp phố phường và đi đến nơi yên bình chỉ mình ta biết thôi. Rồi ta sẽ nắm tay nhau trên con đường yêu, về nơi nắng chiếu lung linh hay mặt trời che khuất lối. Chẳng điều chỉ cần nỗi yêu thương ta trao ta dành cho nhau. Dù có đi đến nơi nào ta vẫn luôn đi cùng nhau. Ngàn câu ca trao về người, trao bao nụ cười cùng em hát lên bao lời yêu. Và điều mà anh luôn ước mong trong mắt anh. Wait, 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 sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay. Em ơi, em à, em có bùa gì mà làm anh yêu vậy? Yo! Giây phút em gặp anh là em biết anh si tình. Tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng tăng. Giây phút em gặp anh là em biết anh si tình. Tình tăng 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 tình tình tình. Anh cười cái gì? Chưa thấy người nào nhảy bây giờ. Thấy rồi, nhưng chưa thấy ai nhảy xấu vừa hát dở như cậu. Tôi làm cái gì mà anh chả thấy xấu? Sao nay cậu nấu cơm ở nhà vậy? Hôm nay tôi vui, tôi đi chợ nấu cơm cho tiết kiệm. Nhiêu đây hết bao nhiêu? 149.437 đồng. Cơm ở ngoài bán bao nhiêu? 1/35.000. 1/35.000. 2/70.000. Nấu ở nhà mất 149.437 đồng. Là tiết kiệm dữ chưa? Vậy là anh không biết rồi. Bây giờ tôi đi chợ tôi mua thịt cá tôi để tủ đông, sau lấy ra nấu tiếp, cũng phải được 3-4 bữa đấy. Vậy là cậu định nấu cho tôi ăn tiếp hả? Ai nói anh? Cậu vừa nói đó. Tôi nói lấy ra nấu tiếp, chứ tôi có nói tôi nấu cho anh đâu. Có cái gì mà cậu không cãi lại được không? Để xem anh có đủ bản lĩnh chặn họng tôi không đã. Chuyển cho bát cơm coi. Ăn đi.
Thôi. Anh làm sao mà đần cái mặt ra thế? Cậu sống cùng ai? Bà ngoại. Ba mẹ cậu đâu? Mất rồi. Sao mặt anh đần thối ra thế? À không, chỉ là tôi chưa thấy ai nói chuyện buồn mà mặt tỉnh queo như cậu. Chuyện cũng qua lâu rồi, tôi ảo não thì có tác dụng gì? Đời vốn dĩ không hề buồn, chỉ có chúng ta làm cho nó buồn thôi. Đúng là người nhạy cảm mà. Bố cậu là người Bắc hả? Ừ, bố tôi quê ở Hải Dương. Tôi nghe ngoại tôi kể, năm 2000 bố tôi vào đây làm việc rồi gặp mẹ tôi luôn. Vậy mẹ cậu là người miền Nam? Ừ, quê ngoại tôi ở Cà Mau. Ừ, anh có muốn nghe câu chuyện tình lâm ly bi đát, lãng mạn xến xúa của chàng thợ điện với cả cô gái bán trẻ không? Ừ. Hồi đó bố tôi làm thuê cho người ta, còn mẹ tôi đẩy gánh chè qua đó bán. Lúc đó có đông người lắm, nhưng mà mẹ tôi chỉ để ý mỗi bố tôi thôi. Tại sao? Vì bố cậu đẹp trai hả? Anh cũng biết làm phép đối chiếu đấy. Nhưng mà sai rồi. Ra bố tôi là người hướng nội, là người duy nhất không có chọc ghẹo mẹ tôi. Còn mấy ông kia trêu thô thiển, làm người ta xấu hổ quê dình thì thôi. Mẹ tôi ngày nào cũng chạy về ngoại khóc. Thế nên sinh ra tôi mới đôi mắt lấp lánh như này này. Cậu không biết làm phép suy ra quá ha. À, anh có thấy tập hồ sơ tôi để trên bàn trong phòng ngủ của anh không? Anh nhớ làm hợp đồng cho tôi đấy, sau đó trả tôi giấy khai sinh. Sao rườm ra vậy? Có dấu mộc cho cậu là được rồi. Tôi nhiều tài liệu lắm, sợ vứt tùm lum tùm la nữa. Cái nào lạc cũng được, nhưng mà giấy khai sinh của tôi anh phải giữ kỹ, mất là tôi ăn hành luôn đấy. Cuộc sống này đơn giản, chỉ có cậu làm phức tạp lên thôi. Sao không đưa bản sao cho tôi? Vậy là anh không biết rồi. Còn một bản duy nhất thôi, bản chính mất lâu rồi. Anh mà làm mất bản đó, tôi phải về quê làm lại cực lắm. Chỉ còn một bản thôi à? Đừng nha. Đọc sách cho tôi nghe. Anh còn có nhiệm vụ nào vô lý hơn không? Tôi thấy nó hợp lý mà. Không phải bóc lột lao động, mà còn là lao động chân chính. Lại còn không tốn sức nữa. Không tốn sức? Vậy tôi đọc sách không tốn calo, không tốn nước bọt hả anh Dài? Cậu đừng có mà cãi ngang. Giờ có đọc không? Không đọc tôi xé giấy khai sinh của cậu. Anh thì đọc vào giấy khai sinh của tôi đi. Tôi lật cả nhà anh lên đấy. Lúc đấy người biến con rùa tôi cũng tìm ra anh. Dữ vậy sao? Một khi mà Đình Huy đã chiến ấy, thì không cần biết bố của anh là ai đâu. Anh cười cái gì? Đọc sách cho tôi nghe. Không thì không có dấu mộc nào hết. Sách ở đâu? Trên phòng tôi. Hả? Gì? Một năm nữa mới trả lương thì sao tôi sống? Cậu bị ngáo hả? Thanh niên này bước vào phòng đòi sếp tăng lương. Sếp không đồng ý và bảo một năm nữa không quay lại để đòi. Ai bảo anh thế? Rõ ràng tôi nghe là thanh niên này đi làm, một năm sau sếp mới trả lương. Thanh niên bước vào phòng và đòi sếp tăng lương. Sếp không đồng ý và bảo một năm nữa hãy quay lại để đòi.
Rõ ràng là tôi nghe là một năm sau anh ta mới nhận lương mà. Thằng này lì vậy ta? Chị Google nói là thanh niên này bước vào phòng và đòi sếp tăng lương. Sếp không đồng ý và bảo một năm nữa hãy quay lại đây đòi. Thôi 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 thôi. Ai biết được anh ngủ gật xong nghe nhầm đâu. Tôi ngủ gật á hả? Chứ còn gì nữa. Anh bố cái gì mà tôi đấy? Dạ thưa anh, nó là một hỗn hợp chất nhầy và chất dịch, có chứa enzyme bảo vệ tiêu hóa và lysozim giúp kháng khuẩn. Nói tóm lại, nó là nước bọt xuất phát từ giấc ngủ của anh. Lúc tôi ngủ tôi rơi vào trạng thái vô thức rồi. Sao tôi biết tôi làm gì, nghe gì, thấy gì? Gì cũng cãi được, không chật một câu nào. Bạn học tôi nữa. Nói. Nếu mày gọi chị để nói vậy thôi á, thì tao cúp máy à. Khoan. Chuyện là chiều nay chị Duyên có sắp xếp cho mày xem mắt. Lát nữa tao sẽ gửi địa chỉ với thời gian qua cho mày. Tao có thể từ chối không? Thật ngại quá. Câu hỏi tôi từ này tao không có trả lời cho mày được. Cảm ơn mày đã báo cho tao. Ok. Định Huy nè, cậu là người tài giỏi nhất tôi từng gặp luôn á. Không có. Tôi bất tài lắm. Chiều nay giúp tôi đi xem mắt nha. Cái đó tôi không giúp được đâu. Cậu từng giúp Bảo Hân đi từ chối tôi còn gì. Mà sao anh biết? Tôi chưa thấy nam chính nào diễn giỏi như cậu á. Cái đó không phải nam chính. Cậu chưa từng nghe câu ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời của mình hả? Giờ cậu có chịu đi không? Ok. Đi thì đi. 3.939.399 đồng. Cậu bị ảo hả? Diễn viên hạng A mới vào nghề cũng không lấy giá cao như cậu nữa. Thì đấy là người ta mới vào nghề. Còn như anh nói đấy, tôi vào nghề lâu rồi. Thôi được. 4 triệu thì 4 triệu. Không. 3.939.399 đồng tôi mới chịu. Mắc gì lẻ vậy? Tôi trả cho cậu 4 triệu luôn, được chưa? Kệ tôi, số may mắn của tôi. À, điêu. Rất vui được hợp tác. Xui sao đúng quán cà phê mình làm. May không phải thằng Quốc, không phải toang. Cho em hỏi, anh phải bảo em trai chị Duyên đúng không? Em chào anh. Em uống nước cam đi. Xin lỗi, anh đang bị đau họng. Anh bị Covid lần thứ 10 rồi. Hả? Hay là anh qua bàn bên kia ngồi, cách em 2 mét mình nói chuyện nhá. Nếu mà ngồi vậy thì chi bằng mình hủy buổi hẹn này đi. Ý hay. Ý hay. Vậy thôi, anh tạm biệt em.
Anh xin phép về trước. Tốt nhất là đừng gặp lại. Phải cẩn thận. Đứng lại. À, em định sang kia đường mua đồ, nhưng mà em không có khẩu trang. Anh cho em mượn khẩu trang trên mặt của anh nha. Dù gì thì sau này tụi mình cũng thành vợ chồng mà. Chắc anh không ngại ha. Lý do như vậy mà cũng nói thật được. Anh đang bị đau họng lắm cho nên là... Hóa ra là anh à? Anh vẫn ở đây hả? Không, đi từ nhà tới. Ý là anh vẫn ở đây để lừa gạt những cô gái ngoan hiền thánh thiện như em ha? No, chính các em tìm tới anh tâm sự, anh đâu có lừa gạt ai. Với cả em cũng thấy ở đây, anh giàu có như thế này sao phải lừa gạt ai. Vậy anh là đối tượng xem mắt của em hả? Thiệt không? Thật. Vậy là anh từ chối hẹn hò với em để công khai như thế này hả? Mình đã lỡ nhận tiền của Thiên Bảo rồi, giờ mà làm hư cuộc hẹn này, anh ta chửi mình chết. Sẵn tiện cắt cái đuôi này luôn. Thiên Bảo ơi là Thiên Bảo, chắc anh ta đi xem mắt hoài cũng mệt mỏi rồi. Hôm nay tôi sẽ giúp anh yên bề gia thất. Đúng rồi, anh muốn tạo cho em một bất ngờ. Em ngồi xuống uống nước đi. Dạ. Hôm nay có chuyện vui hả? Tất nhiên, vì tôi vừa làm một việc giúp đời, giúp người nên tôi cảm thấy rất là phấn chấn, rất là vui vẻ. Cậu làm nhiều chuyện xấu quá mà. Cũng nên làm nhiều việc thiện để tích đức đi. Tôi chỉ làm việc xấu một mình anh thôi, anh nên xem lại bản thân mình đi. Cũng đẹp trai á, muốn coi không? Hôm qua cậu đi xem mắt thế nào rồi? Rất là tuyệt vời, anh nên cảm thấy biết ơn tôi đi là vừa. Cậu kể tôi nghe đi. Gần quá, ngại không kể được. Chả thẳng mà cũng ngại nữa hả? Đương nhiên. Tôi tưởng cậu mình đồng tim đá, không biết ngại ngùng là gì chứ. Anh thử bị người khác nhìn chằm chằm như này đi, xem có sợ không? Sợ không? Sợ không? Mặt anh bị làm sao đấy? Gu gì? Chị đang nói gì vậy? Thì bé Trúc đó. Hôm qua hai đứa vừa xem mắt xong là gia đình con bé hẹn ngày gặp nhau bàn chuyện đính hôn luôn. Chị có nhầm lẫn gì không? Em có gặp hay đính hôn với cô gái đó đâu. Mày đang tính quẹo chị đúng không? Bé Trúc về khoe với bác gái là hai đứa hợp nhau lắm mà. Thì hôm qua em thấy hợp, hôm nay em thấy không hợp nữa. Vậy nha, em đi họp. Alo, báo, báo. Hôm qua cậu đã làm gì? Người ta gọi cho anh rồi à? Cậu muốn hại chết tôi lắm đúng không? Sao tôi phải hại chết anh? Anh bị điên à? Cậu đã làm cái gì mà người ta đòi cưới tôi? Tôi mới nói có vài câu mà cậu ta đã đòi cưới rồi. Cậu... Hôn nhân là cách để bản thân sống tốt hơn, hạnh phúc hơn khi còn là độc thân. Anh đã kết hôn rồi, có người quan tâm chăm sóc, tốt thế còn gì? Tôi không quan tâm những cuộc hôn nhân sắp đặt tào lao đó. Tôi không cần cậu lo cho cuộc đời của tôi. Cậu cũng biết tôi thích con trai rồi còn gì. Chỉ vì cái hành động ngu ngốc của cậu mà sắp tới phải có hai người chịu khổ đó. Cậu là cái loại người
chuyện đi phá đám người khác. Sao con lớn mà không biết khôn vậy hả? Đây là quà tôi tặng ngoại. Đồ khốn! Cậu tính làm gì? Ê! À! Cái bụng của tôi! Đừng cười nữa. Mày xoay cái mông lại đây coi. Nhanh lên, còn ngại nữa. Nhanh lên. Bộ hai đứa tụi bay đấu bò tót hay cái gì? Mày nói đúng rồi đó. Tao là đấu sĩ, còn cô ta là con bò điên á. Bò điên hút vào mông tao á. Tôi không phải con bò. Không có con người nào làm ra trò này hết á. Cậu xem, còn gì là tài nguyên của tôi nữa. Bị dập mông có xíu, làm gì mà căng. Chưa thấy tôi vô nhà xác anh cậu chưa biết sợ là gì đúng không? Nghe tiếng xe cứu thương tôi đủ tè ra quần rồi. Anh mà vào nhà xác cho tôi nhập viện luôn quá. Lúc đó mới biết sợ hả? Cao cái tay lên coi. Tụi mày cười gì? Lúc thấy tao té, cậu tay còn không thèm đỡ tao vậy. Chỉ quan tâm cây xương rồng chết tiệt. Lương tâm cậu để quên ở nhà rồi hả? Anh mắng tôi, anh đè bẹp cái xương rồng của tôi còn gì nữa. Người như con trâu nước mà so sánh cái xương rồng bé tí. Cậu... Thôi được rồi. Bác sĩ nói với tao á là mày ổn. Chỉ dăm ba cái miếng gai, dăm ba cái xương với vảnh vỡ chậu á, không có làm cắt cái mông của mày đâu mà lo. Nhưng mà nhớ là đừng có tấy máy tay chân, đụng vô vết thương. Với lại là né nước ra nha chưa. Chứ không sau này nó lỡ loét ra là nặng thêm đó. Ít nhất là một tháng lo mà giữ cái mông căng tròn của mày đi, chứ không là toang đó. Hồi nhỏ em bị ngoại tét mông suốt, có làm sao đâu. Anh nói gì ghê thế. Cái đó khác, còn trường hợp này khác. Trường hợp này là gai xương rồng đâm vô, rồi mảnh vỡ của chậu đâm vô nữa, cho nên là vết thương hở. Phải cẩn thận hơn. Ừ. À, ra vậy. Phải yêu anh giỏi quá. Một lần nữa là tao đuổi cặp tình nhân tụi mày ra ngoài đó nha. Ừ. Thằng ác nhân. Đưa cái tay cao lên. Thôi không sao đâu. Mày làm sao hiểu được nỗi đau của tao? Tao về à. Về trước nha. Dạ Hoa. Chúc tớ bình an coi. Sao anh đánh tôi? Tôi mới là người bị thương mà cậu cầu bình an cho cậu là sao? Cậu nên đọc kinh sám hối đi là vừa. Thôi được rồi, mình sẽ cầu nguyện cho bạn nha. Đi. Đi đây. Bye. Bye bye. Em sao vậy? Hả? Chỉ là em hơi xúc động thôi. Sao lại xúc động? Thì từ lúc thực tập tới bây giờ, đây là lần đầu tiên mà em thấy anh Bảo anh thoải mái như vậy á. Anh bộc lộ cảm xúc của mình nhiều hơn. Ý em là từ khi có sự xuất hiện của Đình Huy mà thằng Bảo mới cư xử với một con người á hả? Không có tới mức như vậy. Nhưng mà cũng có thể là như vậy đó. Đôi khi tình yêu bắt đầu bằng sự chiếu chế mà anh. Tình yêu? Nhưng anh tự Đình Huy là trai thẳng. Đúng rồi. Tình yêu đâu có phân biệt thẳng hay công gì đâu. Anh biết không, khi mà anh gặp đúng người anh muốn chiều chuộng nè, chăm sóc, yêu thương, bảo vệ họ, thì đâu có phân biệt giới tính thẳng hay công, nhiêu đó đủ tình yêu rồi đó. Giờ Hòa nè. Anh không muốn làm em tổn thương, nhưng mà anh với thằng Bảo đã biết nhau từ rất lâu rồi. Anh biết và hiểu được nó như thế nào. Anh biết ai mới là người thật sự thích hợp với nó. Cho nên từ nay về sau, em hạn chế gắn ghép nó với bất cứ một ai khác nha. Đặc biệt là với những thằng thẳng công chưa xác định.
đã là cuộc đời rồi á thì nó không giống với một cuốn tiểu thuyết đâu em ạ. Yêu một người mà không quan tâm tới giới tính của họ nó khó lắm. Nước. Chai cây. Đưa điện thoại đây. Đưa điện thoại cậu làm gì? Đầu óc để đâu đâu. Để trên cặp đào của anh á. Bậy rồi đó bro. Nhầm chút thôi friend. Alo. Về chuyện đính hôn, chị cũng biết là chị không thể ép em được, nên là chị lựa lời nói với gia đình bên kia nha. Với lại em cũng vừa té dập mông, em không muốn con gái người ta phải lấy một người chồng có quá đào hư như em được. Dập mãi mãi ha. Cái gì? Dập mông? Làm cái gì mà dập? Ai quấy vào mông mày à? Không có. Do em sơ ý nên té thôi. Rồi có nặng lắm không? Cũng nhẹ à. Tầm 1-2 năm là khỏi. Hả? Gì dữ vậy? Em đùa á. Tầm 1-2 tháng là khỏi. Thôi để chị dọn đồ qua chăm sóc mày cho yên tâm. Thôi không cần đâu. Có Hà Lâm chăm sóc em là được rồi. Với lại em cũng vừa thuê người làm. Cho chị nói chuyện với cậu ta đi. Chị, tôi muốn nói chuyện với cậu. Làm gì? Dạ alo, em chào chị, em là Đình Huy ạ. Chị chào Huy. Bảo bị dập mông nên vấn đề sinh hoạt sẽ khó khăn, nên em giúp chị chăm sóc em ấy nhá. Với lại mỗi ngày chụp một tấm hình gửi chị. Tại sao ạ? Làm bằng chứng là cả hai ở chung với nhau. Dạ vâng ạ, em chào chị. Chị tôi nói gì? Chị anh yêu cầu mỗi ngày chụp một tấm hình để biết bọn mình đang bên nhau. Cũng được. Coi bộ anh cũng muốn ở bên cạnh tôi quá ha. Nè, cậu hại tôi thành ra như thế này rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ. Thì tôi biết tôi sai rồi, đang chịu trách nhiệm nè. Nhưng mà tôi không ở chung được. Mắc gì không? Tôi không thích ở chung với người lạ, đặc biệt là mấy người khó chịu như anh. Thôi được. Vậy thì tôi sẽ gọi cho bác sĩ xin giấy chẩn đoán thương tật. Tôi cho cậu ăn cơm nhà nước luôn. Anh đừng có mà vô lý. Tôi còn bà ngoại, còn phải đi học, đi làm thêm. Không ở cạnh anh 24/24 được. Tôi cũng sai rồi. Anh giải quyết sao thì giải quyết, nhưng mà không ở chung được không? Đi. Đi mà. Anh bảo. Đi. Thôi được. Nể tình cậu cũng là một người cháu hiếu thảo. Tôi đồng ý. Tôi quạt bay cái nét của anh. Mà cây xương rồng sao rồi? Tan nát rồi. Sau vườn còn mấy chậu đó. Cậu thích thì cứ đi mà lấy. Anh cho tôi thật à? Ừ.
xem như quà tôi tặng ngoại cậu, cũng như một lời xin lỗi cây xuân rồng đã dập nát vì mong của tôi. Cảm ơn anh nha, anh tốt quá. Huy ơi, cậu đâu rồi? Bao lâu rồi mình chưa được ăn cơm nhà nhỉ? Ngoại ơi! Ngoại ơi! Ừ, con gì đó hả Huy? Ngoại nấu gì thơm thế? Có cá nè, chưa đi ăn cơm nha con. À, ngon lắm. Ngoại ơi, con đem cái xương rồng về cho ngoại này. À ha, cũng xinh đó chứ. Con đem ra làm sao để đi nha. Dạ. Nóng quá. Con nghe mùi thơm chưa? Hấp dẫn quá, để con xới cơm ra. Xới cơm đi con. Con mời ngoại ăn cơm. Nghe thơm phải không? Ăn nhiều đi, ngon lắm á con. Ngon số 1. Cái khen ngoại hoài. Cái gạo tẻ này ngon ngoại nhỉ? Mềm. Ngoại ăn rất mềm lắm. Con điều tra rồi, gạo này ăn rất tốt cho sức khỏe của ngoại, thế nên con mua miết luôn. Con biết vậy rồi hả? Hèn chi, ngoại nghe mấy bà nói người nào mà đau tim á ăn cái gạo này à, tốt lắm á. Ăn nhiều đi. Sau ngoại kho cá, ngoại bỏ ít muối thôi, hoặc không bỏ cũng được. Vậy chắc nay bỏ hơi nhiều muối mặn hả con? Không có, ngon lắm. Nhưng mà ăn mặn quá không tốt cho sức khỏe của ngoại, thế nên ngoại khỏi bỏ luôn, hoặc bỏ mắm cũng được. Nhưng mà nếu mà ngoại ăn được mà nó lạc quá con ăn đâu có được. Con ăn được chứ, cơm một chai nước lọc con còn thấy ngon nữa nè. Thôi ăn đi, ăn đi. Chứ ngoại kho cá mặn mà đậm đà như thế này, con ăn nhiều, con mập lên thì sao con thi hoa hậu được. Ủa, con mà đi thi hoa hậu hả? Hoa hậu dành cho nam. Làm gì có hoa hậu cho nam, nghĩa là sao á? Đương nhiên là có rồi ngoại, bây giờ xã hội bình đẳng lắm, cái gì có cho nam cũng có cho nữ và ngược lại. Suy cho cùng ai mà chả giống nhau. Nhưng mà, lại con, ngoại hỏi thiệt, con mà đi thi hoa hậu nữa hả? Còn giỡn thôi. Quỷ nè, nãy giờ làm hết hồn, làm gì có chuyện đàn ông đàn an mà đi thi hoa hậu cái thằng này. Ngoại giành giữ ta, hay là ngày xưa ngoại cũng đi thi hoa hậu đúng không? Bậy. Anh chỉ hát bậy bạ ru em rồi, ru ngủ. Hoa hậu gì hoa hậu? Có mẫu hậu rồi có. Cá hay là con gỡ thịt cho ngoại ăn nhá. Để con gỡ thịt này. Xương không, gỡ thì được con. Ăn đi, ăn đi, ăn đi.
ăn không ăn nhiều ăn ít nha, hơi mặn lắm. Bữa sau ngoại sữa ngoại hồi lạc lạc như con nói ha. Ăn đi con, ăn đi. Ờ, tao không ăn cá đâu, tao ăn cái này. Dèo nó coi, cho ngoại cục xương bự quá, tao làm sao tao gặm được. Nè, ăn dùm ngoại đi. Đó, xương không, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi con. Thôi, lắm chuyện. Trời ơi, cho ngoại cục xương với cục gân à. Ăn đi, ăn đi, cục gân. Ngoại sao tao nhai nổi. Ngoại có cá nhá. Ít ít thôi, ngoại ăn mặn mà. Mới bị ngoại. Bầu trời trong xanh mây bay trên cao, phía dưới ta cùng nắm tay nhau. Em cứ bước đi thôi, vì khắp lối em luôn có anh. Anh sẽ dắt em qua thật nhiều con đường, anh sẽ dắt em đi trên khắp phố phường, và đi đến nơi yên bình chỉ mình ta biết thôi. Rồi ta sẽ nắm tay nhau, tay nhau trên con đường yêu, về nơi nắng chiếu lung linh hay mặt trời che khuất lối. Chẳng điều chỉ cần nỗi yêu thương ta trao ta dành cho nhau. Dù có đi đến nơi nào ta vẫn luôn đi cùng nhau. Ngàn câu ca trao về người, trao bao nụ cười cùng em hát lên bao lời yêu, và điều mà anh luôn ước mong trong mắt anh.